Chào các bạn. Chắc các bạn cũng thắc mắc vì sao một ông bố hai con như Trí Quân vẫn có thể duy trì sức khỏe và luyện tập hàng ngày phải không? Hôm nay Quân sẽ cho mọi người xem một ngày bền bỉ của mình cùng một người bạn quản lý chuyên nghiệp. Đó chính là đồng hồ thông minh Huawei GT3. Với người bạn quản lý sức khỏe này, mọi mục tiêu tập luyện, sinh hoạt hàng ngày mà Quân đặt ra đều được theo dõi và nhắc nhở đều đặn. Cùng chỉ số thấm nước 5 ATM, Huawei GT3 hoạt động bền bỉ với hầu hết các bộ môn thể thao dưới nước. Tính năng nghe gọi, nhận các thông báo giúp Quân có thể làm việc bền bỉ mọi lúc mọi nơi. Chế độ luyện tập với hơn 100 bài tập chuyên nghiệp giúp việc rèn luyện sức khỏe của mình không bao giờ nhàm chán. Khả năng đo nhịp tim được nâng cấp với độ chính xác cực cao, ngay cả khi bạn đang hăng say làm công việc bỉm sữa. Huấn luyện viên chạy bộ cá nhân thông minh khiến Quân từ một người mới cũng có thể trở thành một vận động viên chạy bộ chuyên nghiệp. Chế độ theo dõi SPO2 liên tục giúp bảo vệ sức khỏe của bạn cùng thời lượng pin lên đến 14 ngày. Cùng với thiết kế mạnh mẽ và sang trọng, Huawei GT3 phù hợp với mọi loại trang phục và phong cách khác nhau. Hãy cùng chơi Quân thử thách sự bền bỉ của bản thân với đồng hồ thông minh Huawei GT3